kìa, cái ông này. Ăn đi. Tụng bố ngày chúng nó chứ. Ác khẩu đặt điều. Nó thì bảo tôi với bà có tình ý. Tôi với bà yêu nhau. Thở không xong. Yêu yêu cái nồi niêu nhà chúng nó à. Chúng nó đúng là cái đồ độc mồm, độc miệng, độc tâm, độc ác, điêu chác, dã man, độc tàn, độc vào. Ông để ý làm cái gì? Không để ý. Không để ý mà phải bỏ về quê. Mình trong sáng như pha lê, có cái gì đâu mà phải sợ. Tất cả là tại ông ý. Ông cứ đối xử với tôi tốt quá. Mà tôi thì chỉ là người ở trong nhà. Ông cứ coi tôi là thân thiết như là ruột thịt ý. Thế họ lại trả đồn à? Nó đồn, nó đặt điều thì cho nó thành thật bố đi. Về đợt này dọn lên đây ở hẳn với tôi. Tình bạn trong sáng thôi, không có vấn đề gì cả. Hai thằng già chăm nhau. Mà bà thích thì đăng ký luôn cho nó nóng. Giời ơi, gớm chưa? Chồng kìa, liệu còn sức không? Yếu thì nó yếu, cần khỏe, nó vẫn khỏe bình thường. Này, nào, cho xem này. Được chưa? Rồi. Không đủ đúng không? Nào, nào, nào. Ôi dồi ôi, thôi. Đấy. Ôi dồi. Tôi xin ông, đừng cố, ông ngồi vào đây, chứ không có ngã ra đấy là tôi lại phải tội. Đuối thật. Chẳng đuối à? Pháo kia nay đã tịt ngòi, gia tài để lại một vòi nước trong. Cái mẹ nó nước trong thì mặc nước trong, miễn là nước chảy trong trong được rồi. Phải gió nhà ông. Cứ đùa vớ đùa vặn, không đùa như thế nữa, tập trung ăn đi. Con cái nó mà nghe thấy ông nói như thế, nó chẳng mắng vào mặt cho ấy. Kệ chúng nó. Nó có cuộc đời của nó, mình có cuộc sống của mình. Cả cuộc đời tôi đã chăm lo vất vả cho chúng nó rồi. Bây giờ tôi cũng phải sống cho bản thân mình chứ. Thôi, không đùa nữa, ăn đi nhá. Nào, ngoan nào. Không ăn. Ăn đi. Không ăn. Nào. Ui dồi, đấy, thế sao nào. Giỏi quá. Ăn thế có phải là giỏi lúc nào đây, giấy đen đau mồm đi. À này, đã nhớ lời tôi dặn chưa? Nhớ rồi. Nhớ rồi thì nhắc lại tôi nghe. Sáng ăn xong uống thuốc. Ờ. Trưa ăn xong uống thuốc. Đúng rồi. Tối thì ăn cua ăn ghẹ. Tối ăn nhẹ. Biết rồi. Ăn nhẹ ngủ ngon. Đúng rồi, ăn nhẹ cho nó dễ ngủ biết chưa? Thì nhất định về. Ừ, về. Thế thì đi luôn đi. Đi ngay đi. Đi cho khuất mắt tôi. Ừ, thế tôi về nhá. Cút, khéo, biết. Bà mến. Bà mến, quay lại tôi bảo. Ông lại định nói gì với tôi nữa thế? Về vài bữa, nhớ lại lên với tôi đấy. Vừa nãy, ông chẳng nói là không muốn nhìn mặt tôi nữa là gì? Nói điều đấy. Vắng mến vắng cả dòng sông. Vắng mến vắng cả cánh đồng bao la. Vắng mến vắng cửa vắng nhà. Vắng tiếng chó sủa, thế là cô đơn. Khỉ gió nhà cái ông này, thơ với chẳng thần. Mà quái lạ thật đấy, không hiểu sao cái con chó hàng xóm nhá, hễ cứ nghe thì tiếng tôi là nó lại sủa ầm lên, chả hiểu nó như thế nào. Người gì, đến con chó nó cũng yêu. Này, thế bà đi thật à? Về thật, nhưng chỉ vài hôm là tôi lại lên. Bà đi thật à? Ừ, nhá. Bà đi rồi.
chỉ còn có một mình tôi. Buồn lắm, cô đơn lắm, nhớ về lên với tôi luôn đấy, đừng có mất hút con mẹ hàng lươn. Bà có biết không, hàng đêm có tôi một mình đêm sương, ngồi nhớ thương đàn con ở tận phố xa ngược. Mỗi tôi trằn trọc nắm canh bốn bức tường im lìm, nỗi lòng đêm trống vắng. Thương con mình cố vui vầy, thương con mình giấu đau này. Thế nên một mình cô đơn, một mình bâng khuâng, một mình trông chân. Nhớ đàn con với cháu ở phố xa, lâu nó chẳng thăm nhà. Ôi đêm sương trong giấc ngủ giật mình, mơ đàn con cháu yêu về thăm vui sướng biết bao nhiêu. Hai mắt ngấn lệ dòng, tình giấc thêm đau lòng. Thì ra đêm quá dài, mình mơ nên thế thôi, giờ đơn côi xé lòng. Nhớ quay về lại bên tôi, làm ấm thêm hồn tôi những ngày xa băng. Sớm quay về lại bên tôi, cho ấm lòng thân già những ngày đông băng giá. Bên tôi bạn hữu quây quần, bên tôi chăm sóc đỡ đần, để tôi chẳng còn phong sương, chẳng còn cô đơn, chẳng còn đau thương. Của chị xong rồi ạ. À, xong rồi em. Cho chị xem nào. Ôi xinh thế. Ôi trắng quá cơ. Sao mà đẹp thế. Biết thế này chị đi làm từ lâu rồi đấy. Thế là lịch tái khám của chị thế nào hả em? Sau 3 đến 5 ngày chị sẽ quay lại để cho bọn em tái khám lại một lần nữa chị ạ. Nhưng nhớ nhá, cậu phải khám cho chị đấy. Không được bác sĩ nữ đâu nhá. Chị cũng thích. Thôi chị đi về nhá. Cảm ơn nhá. Ôi dồi đấy, tay còn mềm nữa chứ, đúng là tay bác sĩ không khác. Mềm nhá, thôi chị đi về nhá. Chào em. Xong rồi ạ. Xong rồi. Này, xinh không? Ui xinh quá. Đấy, ôi thích thế không biết đâu. Mà chị mà biết thế này là chị đi làm từ lâu rồi. Này, công nhận cái lúc lên ấy, bác sĩ cứ thủ thỉ tình cảm nói chuyện với chị chứ. Ôi vui ơi là vui. Thôi chị đi về nhá, cảm ơn em nhá. Đến hẹn chị lại khám. Chị Châu, này, ly con bố thắng phải không? Em đây. Ôi, không hề mà gặp chị ở đây vui quá. Ra đây. À. Ôi trời ơi, này, thế cậu Lân với cậu Độ hồi này thế nào? Hai cậu nhà em vẫn khỏe cả. Ôi, vẫn đi đánh gôn đều chị ạ. À. Thế chị cũng đến đây làm răng thẩm mỹ ạ? Chả đến đây thì đến đâu? Này, đến nha khoa quốc tế Anh Đào là yên tâm mọi mặt luôn. Không có đau đớn gì cả. Mà tay nghề của các bác sĩ thì cực cao luôn. Thiết bị ở đây cực kỳ tối tân hiện đại. Cái răng, cái tóc là góc con người, hiểu chưa? Em ý, đã xinh đẹp như thế này rồi mà lại có các hàm răng xinh như chị thế này. Có mà rai ấy, xếp hàng rài. Chị cái gì cũng biết. Ừ. Riêng cái này là chị không biết đâu nhá. Cái gì?
Chị sắp có mẹ chồng tương lai rồi đấy. Sao lại sắp có mẹ chồng tương lai là như nào? Trời ơi, thế là chị không biết gì rồi. Bố chồng chị với cô mến ông xin ấy. Ừ. Dạo này là thân thiết tình cảm lắm. Nhà chị là sắp có pháo nổ rồi đấy. Ủa, cái gì? Có ai biết được có mình thương buồn, dẫu trong tiếng cười ngân lệ thoáng qua hồn, để rồi ngưng cung đàn cuối, mến về mến ấm tình đôi, thương về thương sống đêm dài. Cháu còn mấy chục đứa trên đời, nó đang ngỡ mình mới gặp đã yêu rồi, nào ngờ cơm ăn còn đói, âm thầm tôi bước lẻ loi, đi vào mơ ước mà thôi. Tắt nến cho môi còn chờ, máu chút cho đầy mắt mờ, buồn đời hoang vỡ trang thư, chuyện mình bán ra tâm tư, lòng nào không với sầu nhớ. Có ai đốt sạch lá vàng cuối trời, để con nén mộng sớm về xóa ngoài. Lệ mừng rưng rưng mình nói, bao giờ con cháu về chơi, bao giờ ai đến cùng. Này, càng già càng đổ đốn, mang tai mang tiếng cho con cho cháu, bực thật. Tôi đã bảo ông là ông đón, ông già lên ông không đón, ông lại đi thuê ô xin. Mà tôi đã nói ngay từ đầu rồi mà, lửa gần rơm, lâu ngày kiểu gì nó cũng bén. Mà nhà chú nhà to, nhà cao, cửa rộng, sao không đón ông lên, chú kêu làm gì? Cầm, nha. Này bỏ tay xuống. Tôi nói ông biết nhé, bây giờ nếu mà đón ông lên thì ông ở bẩn. Ừ. Vợ tôi nó ở sạch, mà ừ, hai cái giống bẩn mới sạch là nó kỵ nhau, không đón được. Ừ. Mà tốt nhất là này, ngay sáng mai điều luôn cái mụ mến ô xin về quê, là yên chuyện ngay. Không phải dạy tôi vén váy, không phải dạy khỉ lao cây, hiểu không? Ừ. Tôi đã gọi điện tôi đuổi con mụ già đấy, nửa tháng nay rồi. Ừ. Đấy. Mà ngay buổi sáng ngày hôm nay là tôi đã hạt điều con mụ vợ tôi với cả cái con lành. Ừ. Về là để hỗ trợ nhau, có gì là tóm cổ con mụ đấy lôi ra ngoài đánh một trận tưng bừng đuổi đi. Này, đồ này tôi thấy chú càng ngày càng là cao kiến, sáng suốt và thông minh. Chuyện khen thừa. Ông nội ơi, cháu về thăm ông đây. Ông ơi, ông làm sao thế ạ? Ông tỉnh lại đi ông ơi. Ông, để cháu đỡ ông dậy ạ. Alo, mẹ với cả con lành về đến đâu rồi ạ? Gọi bố với cả bác về ngay đi ạ. Ông gặp chuyện rồi ạ. Dạ vâng. Alo. Alo, anh đang ở đâu đấy? Về nhà ngay, bố ngã
Ôi thế à? Ngất à? Xem chết à? Ôi nguy hiểm quá nhỉ. Hả? Anh ông già mình ngất. Thôi này, đi về quê luôn và ngay đi. Về không của nả các thứ là con mụ mến nó lớp sạch đấy. Nhanh lên đi. Thế còn ngồi đấy mà định ăn vạ. Đây. Ôi sao giờ này vẫn chưa về. Ôi, đây rồi. Tình hương của ông thế nào rồi? Không biết thế nào nữa, từ sáng đến giờ không động đậy mà cứ nằm im thiêm thít ấy. Em lo quá. Nghe có vẻ hơi căng nhỉ. Mà sao bây giờ mới về đấy? Thì đấy, cái bệnh kinh niên ở phố thì nó thường xuyên là kẹt xe. Có thể em phải hỏi. Em bảo bác cả đi. Bác phải về nhanh lên, chứ không cẩn thận là có khi không còn phần nào nữa ấy. Cái gì? Từ sáng đến giờ em thấy cô Lành nhá, cứ ở bên bố 24/54 không rời nửa bước nhá. Mà thủ thả thủ thỉ to nhỏ cứ ngọt như mía lùi ấy. Em nghĩ này, có khi là bố có của chìm của nổi ấy, xong là giấu cho cô Lành đấy. Này, phui cái mồm đi nhá. Tôi biết ngay nhá, cái con Lành ấy là rất là thủ đoạn với cơ hội. Bây giờ phải nhanh chóng vào, không là cả bọn ăn cám ấy. Đúng rồi. Này, không nuốt được đâu. Nó mà không nhè ra tôi đánh chết cha nó luôn. Cha nó là bố mày đấy. Bố lao bố lều. Hãy hiểu theo cách của bạn. Thôi, nhanh đi vào đi. Nhanh đi, không nó đớp hết bây giờ. Ông ơi, ông bị làm sao thế này? Ông dậy đi ạ. Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố. Con gái rượu của bố này. Bố tỉnh lại đi ông ơi. Bố mở mắt ra nhìn con này. Trả lời cho con một câu. Vàng bố để ở đâu? Ôi, bố ơi. Rồi, 2, 3. Bố ơi, bố tỉnh lại đi bố ơi. Ôi trời ơi, mình ơi, em thương bố quá mình ơi. Bố ơi, bố tỉnh lại đi. Bố nói cho chúng con biết xem là sổ đỏ bố để ở chỗ nào bố ơi. Sổ tiết kiệm bố để ở đâu. Lúc bây giờ bố không tỉnh cũng không sao hết bố ơi. Bố ơi, là bố ơi, sao bố lại bỏ chúng con đi trong lúc này để chúng con cô đơn? Người ta bảo rồi, cô đơn nhục hơn Covid. Ôi ơi, vàng bố đè ở đâu mà bố ơi? Ôi cô ơi, là cô ơi. Bố. À, ôi bố. Thôi, bỏ đi. Bố ơi. Thì vàng bố để ở chỗ nào đây, có của nạ bao nhiêu thì bố để ở đâu? Bố nói ra nhanh đi. Để ở đâu hả bố? Ở đâu còn lâu tao mới nói. Ôi trời ơi bố ơi, sao lại bố lên thế, còn lâu mới nói là như thế nào? Này, cả nhà nghe đây. Da vẫn còn hồng, gân vẫn còn nổi, chứng tỏ là còn lâu mới đi. Mà hay là ông thị trấn cầu diễn á. Khả năng thị trấn cầu diễn. Mình lúc nào bố cũng diễn. Còn lâu tao mới đi. Tử vi xem rồi, tao còn thọ đến 130 cơ. Tao còn đưa ma chúng mày đấy. Trời ơi bố ơi. Bố để vàng bạc ở đâu bố ơi? Thôi, bố mẹ với các bác ra ngoài đi, để cho con nghỉ. Ôi dồi ôi, Thương ơi đâu xem nào. Thương ơi, Thương làm sao như thế này? Sao mến về quê mới có mấy hôm mà Thương lại đổ bệnh bị ốm thế này hả Thương? Thương tỉnh dậy đi hả Thương? Mến nè, tôi không sao. Không sao là mừng rồi. Đói quá thôi. Đói à? Đấy, đói quá đấy. Sao? Đủ cho tôi bát mì. Mà quái lạ nhỉ? Con cái là đứng đầy đàn đầy đống như thế này, sao lại để cho ông đói thèm mì như thế hả? Thế thì Thương đợi mến, để mến đi nấu mì cho Thương ăn luôn nhá. Tôi chả kiếm bà nấu cho bố tôi làm gì. Cô cũng không đến lượt nhá, mà bà cũng không đến lượt nhá. Bố ơi, con dâu của bố là thương bố nhất đi. Thôi để con đi nấu mì cho bố nhá. Tất cả trật tự nghe tôi chỉ đạo đây. Để yên cho ông cụ nằm nghỉ, còn lấy sức để diễn. Diễn cái gì nữa? Lấy sức để nghỉ. Bây giờ này, tôi giao nhiệm vụ. Cô Lành, đi ngay xuống bếp nấu cho bố bát mì tôm ăn liền. Tất cả giải tán. Giải tán à? Ừ. Bố nằm xuống đây. Bố nằm xuống đây. Giải tán đi, để cho bố nghỉ. Cho bố có thời gian suy nghĩ. 2, 3. Ôi bố ơi, bố ơi, bố ơi. Đi vào đây tôi bảo đây nhá. Này, từ từ. Từ từ cái gì? Cái việc chia tài sản như thế nào thì anh rõ ràng rồi đấy nhá. Cái con Lành nhà mình ấy với ông anh cả là không phải dạng vừa đâu.
không cẩn thận á, vợ chồng mình ấy cái chun cũng không được nhá. Mọi việc là anh đã sắp đặt hết rồi em yêu, hiểu không? Trời ơi, lúc nào cũng anh sắp đặt. Được, để rồi xem anh sắp đặt thế nào. Yên tâm. Nào. Đây rồi. Cháo nóng đây. Ông ơi, nào, nâng ông dậy nào. Cháu cũng ngoan lắm. Biết chăm lo cho ông rồi đấy. Ông cố ăn đi cho khỏe ạ. Ông cầm lấy thìa cho ông ăn. Rồi. Ông ăn. Vâng. Ui giời ơi, tỉa tót cái gì? Họp gia đình. Nhiều sâu quá này. Bây giờ, ông cả với cả con út nghe đây. Đấy, tình hình bây giờ là vào nhà mà nhìn. Ông già mới lại cả con mụ ô xin ấy là nó díu dít như đôi chim non. Công nhận luôn, dì ra dì dít cứ như kiểu là đít vịt khố ấy. Như kiểu đôi tình nhân thế kỷ. Mà này rất là lạ nhá. Ốm quặt uống kẹo như thế. Thế mà cái bà mến mà lên cái khỏe luôn. Và ngay này, khoa học khó lý giải. Có nhiều tấm gương tẩy liếp lắm. Nhiều người ấy, về già là có bao nhiêu của nả, con cái không được gì. Nó lại đem cho gái hết. Đấy, thế người ta mới bảo rồi. Trẻ sông pha, già sông phi. Đấy, trẻ thì bé tha, già lại đổ đốt. Thôi, anh ạ, để em vào gọi ông già nhá. Để tao đi với mày cho nó uy lực. Thế là cả tôi đi được không? Tôi lo rồi. Không cố được nữa à? Rồi, bố ơi, bây giờ là anh em con đề nghị bố là ra ngoài nhà. Đấy, gia đình mình hôm nay họp gia đình. Ôi trời, họp cái gì thì nói cái gì thì cũng để sau. Chuyện nhà bà đấy à? Bớt nói đi, nhá. Không sao. Tôi khỏe mà. Được rồi, bố ra. Đỡ bố. Đưa tay đây nào. Viện Thẩm mỹ Thiên Hà luôn là địa chỉ được rất nhiều sao viện lựa chọn. Tháng vàng làm đẹp, Viện Thẩm mỹ Thiên Hà mang đến chương trình ưu đãi phô cùng hấp dẫn dành cho mọi khách hàng. Chi nám Pico Pro Plus ưu đãi trải nghiệm chỉ 799k trường buổi, giảm béo công nghệ Lipo Pro, hủy mỡ thừa, dáng vẻ S-Line ưu đãi trải nghiệm chỉ từ 350k trường buổi. Tại cô chú đã để ưu đãi lên tới 70%. Nếu muốn sụn một đồ line chỉ còn 5,9 triệu. Liên hệ ngay hotline 0943 439999 để được tư vấn miễn phí. Viện Thẩm mỹ Thiên Hà, thiên đường làm đẹp của bạn. Bác cả, em nói cho bác biết tất cả các cái công việc ở gia đình này, em chỉ có tin tưởng vào bác. Chính vì vậy anh em mình phải phối kết hợp với nhau nhá, đừng để có cô lành tham gia vào. Đúng rồi. Không ổn. Này, tôi là tôi tin tưởng mỗi là Thím thôi. Cái gì tôi cũng tin tưởng. Thím là người chín chắn. Dạ, đấy, cho nên là anh em mình phải đoàn kết. Dạ, đoàn kết. Hiệp đồng để đưa cái kinh tế của cái gia đình mình nó vững mạnh lên. Này, chính vì thế anh em mình check in kiểu này, cho nó thắm tình đoàn kết nha. Giữ nha, được làm kỷ niệm. Bạn nhớ nhá. Ăn rồi đi. Đặt ông một ghế đi. Bố khỏe rồi đấy. Lúc nãy con cứ tưởng là bố đi mà cao để kéo nhị. Hết cao hồn. Mấy hôm nay bố làm anh em bọn con tâm sinh lý không được ổn định, luôn luôn lo lắng, luôn luôn âu sầu. Thì hôm nay các con triệu tập thầy ra đây có vấn đề gì? Hôm nay có tất cả đủ là dâu rể dê con, các con. Thì là chúng con muốn muốn bố là bố có bao nhiêu tiền, bao nhiêu của nả vàng bạc châu báu thì là bố nôn hết ra đây. Không rồi là nhỡ đến cái lúc mà thủi thui cái mồm là bố thăng. Thì là lúc ý là anh em bọn con có mà lên công viên Vĩnh Hằng con tìm của. Thì của lả cũng chả còn nhiều. Vàng có độ 100 cây. Thầy chôn ở dưới gầm giường ấy. Mấy cái nhà này chắc nó độ 10-15 tỷ. Anh em chúng mày tự xử. Thầy già rồi, tính toán nó khó. Bố đã nói như vậy thì con có ý kiến như thế thôi, này. Thôi, theo em là bác cả không phải ý kiến đi cọc gì cả. Theo em nhá, rất nhanh gọn, chia làm 4 phần. Chị làm sao đấy?
Sao ba anh em mà lại chia 4 phần? Thế cô không hiểu à? Bác cả không có vợ thì bác cả 1 phần. Vợ chồng cô 1 phần. Được. Vợ chồng tôi 2 phần. Chính xác. Chị mà khôn như thế bao giờ mới chết hả chị dâu? Dâu là con rể là khách à? Tôi là con dâu của bố. Tất nhiên tôi phải là con của bố. Đương nhiên tôi là con của bố thì tôi sẽ phải có phần. Thế còn chồng cô thì chỉ là rể thôi. Mà đã là rể thì làm sao mà có phần được? Đúng không? Này, này, cô nói nghe nó hay ý như đài. Dạ mà cả. Tôi cảm giác thì nó khôn hơn cả con bé. Cái gì đấy? Này, anh xỏ xiên cái gì đấy? Anh bảo em là chó à? Thằng Đức không phải nó nói con thế. Nó bảo mày là khôn hơn cả cậu. Con bố nữa ấy. Nó như thế này nha. Thôi cái này cho nó đồng đều. Bây giờ chia luôn làm 4. Đấy, đều nhau. Mỗi người 25 cây vàng. Thế còn riêng 50 cây vàng thì để cho bố dưỡng già. Nhưng mà tôi thì giữ hộ. Ôi trời ơi. Chưa đều hết. Bác cả này. Bác cả khôn như thế thì cũng đến bao giờ mà chết được nhỉ? Thế khôn thế nào? Thì đúng rồi còn gì nữa. Thế còn cái nhà này thì sao? Cái nhà này thì nó mặc định rồi. Cứ là con trưởng thì Lan được thừa kế cả. Trưởng giả cái gì? Bán đi, chia ba. Này, thím Trung. Thím là con dâu. Thím về đây sao thím lại tự quyền như thế? Ở sao lại không có quyền ở đây? Cái gì? Thím đóng góp được gì cho cái nhà này? Anh bảo tôi không đóng góp gì à? Tôi chăm bố như chăm con. Hàng ngày tôi nấu cơm, nấu cháo cho bố ăn. Lại còn đưa bố đi tẻ nữa. Sao anh bảo tôi không có công gì? Mày chăm cái gì? Mày mong như ông ấy đi từng ngày từng giờ ấy mà chăm cái gì? Này, anh bảo ai mong hả? Cái loại đấy nhá, chỉ có là anh thôi chứ không phải là tôi này, nhá. Này cái gì là tao cũng mong như thế nhưng tao kín đáo, tao cũng không toe toe cái mồm ra như này, mày. Tao nói mày. Tao nói cho mày biết mày định hưởng chọn cái nhà này không có không tao nào. Tao cả. Không đấy nào. Mà này tao nói mày biết này. Này. Mày vừa cái mồm mày xoăn xoét, mày bảo đoàn kết, mày tin tưởng. Mày nghĩ là con ơi, các con gì? Vũ khí đi các con ơi. Nhá. Này bố cho mượn vũ khí. Mày bỏ ra. Không này, mày xóa ngay cái hình tao mày vừa check in ở trong cái điện thoại mày. Đừng để cho cái mặt tao làm bẩn cái màn hình điện thoại của mày nhá. Mày thích xóa thì tao xóa luôn nhá. Tao không này, cần thiết nhá. Cái loại lèm nhèm như mày. Cái loại mày á, mày chẳng tử tế gì cả. Thì cái này, mày thích gì? Mày muốn tao bảo mày phải không? Mày nào, thằng dậy. Mày thích đánh vợ mày, mày nguyên như thế. Không. Phim chuẩn bị đến đoạn gay cấn. Thôi, bây giờ như này. Bây giờ tất cả đều là con của bố. Thế chính vì thế là phải có trách nhiệm, có nghĩa vụ chăm nuôi bố. Đúng. Đấy. Mà cái trách nhiệm ấy là nó đi kèm với cả lợi ích. Được chưa? Ừ. Thế cho nên cái nhà này chia làm ba, mỗi người một phần. Đúng. Riêng tao là con trưởng, tao có quyền nhá. Chả có trưởng giả gì cả. Chả có quyền gì hết. Ôi giời ơi, giời đất ơi, con đứa nó tham, nó định chiếm trọn cái nhà này. Ôi ơi, con này, con thế này. Mày đánh vợ tao thì tao đứng quả. Các anh các chị, các anh các chị định giết nhau có phải không? Tôi còn sống xa xa đây mà các anh các chị còn như vậy. Tôi chết rồi thì chuyện gì xảy ra đây hả trời ơi? Đức ơi, chị Nga em đang đi đâu hết rồi con ơi? Hiếu ơi, anh em máu mủ ruột ra, mất đâu hết rồi con ơi. Ngày xưa nghèo khó thì củ sắn chia ba, bây giờ giàu có thì giành giật nhau từng ly từng tí. Đồng tiền
nó gặm mất nhân tâm của các người rồi. Các anh các chị muốn vàng có đúng không? Bà Mến, dạ, cầm cho tôi cái bô ra đây. Cầm bô ra làm gì hả ông? Tôi cho mỗi đứa chúng nó một cục. Đức, anh tên là Đức, mà anh sống không có đạo đức. Còn anh nữa, anh tên là Hiếu, mà anh là đứa con bất hiếu. Các anh các chị đã bao giờ quan tâm bố đói hay lo chưa? Sống hay chết chưa? Mà các anh các chị đòi chia nhà, đòi của. Tôi chỉ có một người là bầu bạn, một người chăm sóc sớm tối, mà các anh các chị đặt điều vũ không? Các anh các chị lo mất của. Chúng tôi có cần gì tiền đâu. Người già chúng tôi cần cái sự quan tâm chăm sóc của các con các cháu. Người già chúng tôi cô đơn lắm. Niềm hạnh phúc của chúng tôi là được nhìn thấy con cháu trưởng thành hạnh phúc. Anh em đùm bọc, các người hiểu chưa? Hiểu chưa? Mến. Dạ. Mến cho Thương về quê sống với Mến được không? Vẫn là tình bạn già trong sáng thôi. Hai đứa già mình chăm nhau. Các con mình nhớ, anh em như thể chân tay, rách lành đùm bọc giờ hay đỡ đần. Khi đáng sinh thành, sinh ta ra đời, cảm ơn ông trời cho ta kiếp người. Phải sống thế nào để cha đừng buồn, phải sống thế nào để mẹ được vui. Tình cha bao la như núi cao ngang trời, tình mẹ rộng lớn như biển cả mênh mông. Chỉ mong cho con lớn khôn nên người, chỉ mong tìm thấy nụ cười của con. Dù cha ra sao cũng luôn là đấng sinh thành, dù mẹ làm sao cũng luôn mang nặng đẻ đau. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại những việc làm của ta. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên tất cả, nghĩ tới cha mẹ vẫn đang đồng đầy thương yêu. Chỉ một giây thôi nhắm mắt quên cuộc đời, hãy nghĩ suy lại ta tìm mẹ nơi đâu. Chỉ một giây thôi nghĩ đến cha một lần, dấu vết chân chim vẫn đang từng ngày theo. Mà ôi trời ơi, lúng la lúng nhấn khó chịu quá. Sinh cái mà vợ sinh, sinh cái mà vợ sinh, vợ tôi sinh qua môi má hồng, tươi sáng người thon thả không hề éo, là vòng hai vòng ba căng tròn nhìn ngon quá ngon, vòng hai vòng ba căng tròn nhìn non quá. Hum, 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 hum.
Mợ ba, mợ ba năm gớm. Ho xong đi rồi hắn nói, không thì nói xong đi rồi hắn ho. Mỡ ba, đỗ này mỡ xinh quá, căng, tròn, mịn, nhìn mỡ là tôi cứ nuốt nước bọt. Mỡ, đi đâu mà ăn diện thế? Gớm, tôi thì đi được đến đâu ngoài cái việc loanh quanh góc vườn xó bếp. Loanh quanh góc vườn xó bếp? Sao phải ăn diện như thế này? Diện để cho chó nó ngắm mà. Này, ông có cho tôi bước chân ra khỏi cái cổng này đâu? Tôi giữ là giữ cho mợ, là giữ cho tôi, là giữ cho cái nhà này được yên được ấm. Mợ thì cứ hơ hớ thế này, ra ngoài đường gặp cái cánh thanh niên làng, nó lại phang cho một cái, què cẳng ra ai mà chăm được. Gớm, ông cứ lo cái thân ông đi đã. Của nhà thì một mớ thế này mà cứ ra ngoài xí xơn. Này, cây của vườn nhà ấy, mà ông không biết đường chăm tưới thì cứ để cái thằng hàng xóm nó trồng cho một mớ khoai lang. Ông là ông cứ thách cả cái làng này, đố đứa nào dám động. Nghe ông dặn đấy, ở nhà bảo kẻ ăn người ở, chăm cho con sáo sầu. Ông gia đình có việc, nó mà làm sao cả lũ chết đòn với ông. Gớm, biết rồi, có mỗi cái chuyện đấy cứ dặn đi dặn lại. Này, thế ông gia đình hay là đi đâu đấy? Đi đâu là việc của cụ, hỏi nhiều chết đòn bây giờ. Thằng Chí đâu? Dạ. Ra cụ dặn đây. Dạ vâng ạ. Dạ cụ cho gọi con ạ. Lại đây cụ Bảo. Dạ. Bác cái đòn gánh đứng ở cổng nhà, đứa nào mà ra cứ phăng què cẳng. Ông gia đình đánh ván tổ tôn, ở nhà chung bà cẩn thận nghe chưa? Dạ vâng ạ. Nhớ đấy. Dạ vâng ạ. Dạ, cụ đi cẩn thận ạ. Anh Chí, lại đây mợ bảo. Anh Chí này. Dạ. Anh Chí, có thấy mợ khổ không? Khổ? Rõ khổ. Nhưng mà sướng thì không ai sướng bằng ạ. Anh Chí bảo mợ sướng cái nỗi gì? Thì đấy, mợ ăn trắng mặc trơn, vàng đeo núc nỉu, gớm cả cái làng cái tổng này có ai sung sướng được bằng mợ đâu ạ. Gớm, nhưng mà sống trong cái nhà này Chí thấy có khác gì cái cảnh tù đầy đâu cơ chứ. Chí, anh Chí có thương mợ không? Dạ, thương ạ, nhưng mà nó cái xương nó chẳng còn ạ. Dạ. Thế thôi, con xin phép bà là cho con xuống dưới bếp ạ. Thế anh Chí xuống dưới bếp làm gì? Dạ, con xuống con cho lợn ăn ạ. Ui dồi ôi, hôm nay không phải lợn gà cám bã gì cả. Anh cứ lại đây mợ bảo. Cứ lại đây. Ây da, sao mấy hôm nay mợ đau mỏi cái vai này quá. Anh Chí bóp cho mợ cái vai nhỉ? Dạ, con lạy bà. Ông mà về ông nhìn thấy thì ông bánh cho con tan xương ạ. Dạ, con lạy bà. Này, dạ. Mợ bảo ông đi đánh tổ tôm đến tối mới về. Anh Chí cứ lại đây. Dạ. Lại đây mợ bảo. Con lạy bà. Nào, bóp cho mợ cái vai đi. Bóp. Nhanh lên. Ui, dạ vâng. Bóp cho mợ đi Chí. Kìa anh Chí bóp chỗ này này. Anh Chí ơi, anh Chí thấy
ấy có thích không? Không thích. Nhưng mà cái tay này thì nó lại thích. Ôi, cái bàn tay của anh Chí trắng quá nhỉ? Cái bàn tay của mợ. Dơ, cái bàn tay của người ta đã bảo bàn tay của mợ. Trong nhà này, cái gì cũng là của mợ tất. À, anh Chí ngồi xuống đây với mợ. Kìa, ngồi xuống đây với mợ. Cổng làng mua mớ khoai lang cho thầy con. Sen có vẻ thích ăn khoai nhỉ? Thế mua được chưa? Có cần cụ cho thêm tiền mua thêm vài củ sắn không? Dạ thôi ạ. Sen đi đâu mà vội thế? Dạo này Sen càng ngày càng xinh nhỉ, da cứ mỏng lên ấy. Sen cho cụ thơm sen miếng. Cụ bá, cụ đứng đắn đi, bây giờ khác xưa rồi, không phải cụ muốn làm gì cũng được đâu nhá. Thì cụ vẫn đang nghiêm túc đứng đắn đây mà. Dạo ơi, thở còn không xong, từ trẻ đến già vẫn không bỏ được cái thói răng hoa. Của nhà thì bỏ xó, máy mó nhà bên. Rồi có lúc á, cụ ngồi đấy mà khóc. Sen nói như thế là ý sao? Là ý sao à? Cụ cứ về nhà đi rồi biết. Mà nhớ ấy, đi cửa sau, chứ đừng có đi cửa trước. Chuyện gì? Chuyện gì à? Bà ba đấy. Nó lại chuyện bà ba đấy. Hay là có chuyện? Anh Chí năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Dạ con gần 30 ạ. Gần 30 là bao nhiêu? Dạ con 18 ạ. Ôi. 18 thì anh Chí cũng chỉ xem tuổi mợ thôi. Chí ơi, hôm qua anh Chí có uống rượu không mà sao hôm nay mợ say thế? Thế à? Dạ con chưa được hớp nào ạ. Anh Chí à, hay là anh Chí bóp chân cho mợ đi. Dạ, con... Sao hôm nay mợ mỏi quá, nó cứ rước cái chân mợ. Mợ ơi, thế này mà ông mà về ông nhìn thấy là ông giết con đấy mợ ạ. Khổ quá, ông đi ra làng còn lâu mới về. Dạ. Nào, Chí bóp đi, bóp chỗ này này. Dạ vâng, dạ. Tay. Ôi giời, anh Chí. Dạ. Phải nhẹ nhàng thôi, khéo mợ đau. Dạ vâng ạ, dạ vâng ạ. Dạ bóp, vâng vâng. Anh Chí cứ bóp đến đâu, mợ dễ chịu đến đây. Dạ. Bóp cao lên. Dạ, ui, bóp cao. Cao nữa lên. Ui, cao nữa. Dừng. Bóp nữa là trúng mà bố ông ăn mày đấy. Ui, dạ. Chí, mày vừa làm gì đấy hả Chí? Gớm, có làm cái gì? Hôm nay tôi mỏi chân quá, thế là tôi nhờ cái thằng Chí nó bóp cho cái chân chứ làm cái gì? Dạ vâng, đúng ạ, dạ, ông khéo gáy ạ, dạ vâng. Ôi dồi, thôi, ôi dồi. Thế nào? Thế, không? Mày bóp hả? Dạ vâng, con thế này. Thế mày bóp ở đầu làng? Hay là mày đã lang thang vào sâu trong ngõ? Ôi dồi, dạ bẩm ông ạ, con mới được xe chỉ luồn kim, à không, con mới chỉ lởn vởn ở ngoài đầu làng thôi ạ, dạ con lại ông. Thế hả? Cút! Dạ vâng, con cút ngay ạ. Đứng lại! Dạ. Mày đi đâu?
Dạ, con đi xuống bếp, dạ con đi gói bánh ạ. Dạ, con lại ông. Gói bánh hả? Dạ, vâng ạ. Thế mày gói bánh trưng, bánh nếp, bánh dày, dạ, hay là bánh giò? Ui, ui, dạ. Mày có giỏi, mày sơi tái hai cái bánh dày của cụ đi. Con! Dạ, 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 con lại ông, con lại ông, con lại ông. Ui, con lại ông, con lại ông, con lại ông ạ. Mở ba. Mở ba. Gớm, làm gì được mở ba. Mở bé, mở út, út ít thôi. Bé. Nhưng mà cưng nhất, chiều nhất, yêu nhất. Cưng với chả chiều. Đêm đêm ông ngáy bể kéo lò, để tôi vờ võ, năm canh một mình. Nghĩ mợ thì nhiều lúc cũng thấy thương, nhưng mà tuổi già như lá mùa thu, cây răng nó rụng, một số khu nó bất bình thường. Gớm, ông đừng tưởng tôi không biết, chẳng qua là tôi không muốn nói thôi. Biết cái gì, mợ thấy rồi đấy. Tôi đã cố hết sức rồi. Tôi là tôi chả có chịu thua gì và thua ai. Thuốc trong cung cấm tôi cũng lùng mua cho kỳ được. Dăm con cá ngựa, bìm bịp chục đôi. Mật gấu ngâm tươi rồi đông trùng hạ thảo. Mà không hiểu sao, cũng chả biết thế nào. Trên bảo dưới nó không có nghe, trên nói một đằng, dưới làm sằng một nẻo. Có khổ cái thân tôi không cơ chứ? Tôi nói cho ông biết, khoai để lâu, khoai ắt bị hà, táo chín trong nhà có ngày bị hỏng đấy ông à. Mợ ba, mợ cứ bình tĩnh, để tôi luyện một bài, bài hồi sinh công, xem nó có ăn thua gì không. Vì chả thua. Có được không đấy? Ui dồi, ui, ui dồi, ui dồi, ui dồi, ui dồi, ông ơi, ông ơi. Ôi trời ơi, ông ơi, tôi xin, ôi trời, tôi xin ông ơi, sao rồi? Ôi trời ơi, ông ơi, sao? Được không? Ôi trời ơi, càng luyện, nó lại càng thấy, mất hút con mẹ hàng lươn. Ôi trời ơi, đã bảo rồi, đã già, đã yếu, thì cố thế chứ cố nữa cũng để làm chi. Chí ơi! Chí ơi! Mợ bảo này chí ơi! Chí ơi! Mẹ tiên nhân này nó lúc nào nó cũng chí chí mấy cả chuột chuột. Được rồi, ông sẽ cho cả lũ nhà chúng mày sống khói. Kẻ ăn người ở cái nhà này đâu hết cả rồi. Ra cùa đòi đây. Dạ, cụ cho đòi con ạ. Ô hay, người nhà này đâu hết cả, có mình mày là sao? Dạ bẩm cụ, bà cả bà hai đi ra chợ chơi Tết, còn bà ba thì anh Chí đang bóp chân cho ở trong nhà ạ. Cụ ơi, cụ làm gì mà cứ rít lên thế ạ? Gọi thằng Chí lên đây cụ đòi. Anh Chí ơi, ra cụ đòi. Khen, lại đi cụ bảo, lại gần đi cụ. Xen, dạ. Đâm lưng cho cụ đi. Đâm mỏi.
ấy. Bóp 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 cả tay của nó. Cái tay đã bảo là không được như thế nữa rồi cơ mà. Như thế là như thế nào? Sen này không hiểu làm sao mà cũng chẳng biết thế nào. Mỗi lần cụ nhìn thấy sen là người cụ nó lại dấm dứt hết cả lên. Cái tay. Cái tay ra. Đã bảo là không được như thế nữa rồi cơ mà. Như thế là như thế nào? Cụ vẫn đang đứng đắn đây mà này. Trong môn mày, cụ có làm gì đâu. Gọi thằng Chí. Thằng Chí đâu? Ra. Nhanh lên đây. Dạ, cụ cho gọi con ạ. Anh lại gần đây cụ bảo. Dạ. Lại gần cụ bảo. Dạ, cụ có chuyện gì ạ? Lại gần đấy cụ hỏi. Dạ. Cụ không đánh đâu mà anh sợ. Dạ. Anh Chí cứ lại gần đi. Cụ không đánh đâu. Bây giờ gậy của cụ có dương được lên đâu mà sợ đánh. Tiên nhân cái con này, mày bảo cái gậy nào? Sao mày ăn cơm mèo cứ nói leo chuyện cụ là sao hả? Anh Chí, anh cho cụ hỏi. Dạ. Từ ngày anh về ở nhà cụ, cụ đối xử với anh thế nào? Dạ, cụ đối xử với con tốt ạ. À. Cụ cho con ăn, cho con mặc, dạ, cho con cả việc làm nữa ạ. À. Thiếu, cụ còn cho ăn mắng, cho ăn chửi, cho ăn hành. Mà lắm lúc anh chạy không nhanh, cụ còn cho đánh cho què cẳng nghe chứ. À, dạ đúng ạ. Tông môn cái con này, sao chuyện của cụ mày cứ dí môi mày vào là sao hả? Cút! Cút thì cút. Mà cụ bỏ cái gậy xuống đi. Bây giờ cụ có làm ăn được gì đâu mà lúc nào cụ cũng dương cái gậy lên thế. Đúng rồi. Còn nói cho cụ biết nhá, con giun ấy, xéo mãi thì cũng quẩn. Con người bị đè nén mãi thì có xá gì, đúng không anh chứ? Đúng quá. Mà cụ đuổi ấy, cụ đuổi thì con xin đi. Ở đây ấy, ở đây khổ lắm. Báu gì cụ ơi? Trong môn mày sẽ kẻ ăn người ở mà mày cãi cụ có đúng không? Cút, cút ngay. Vâng, con sẽ đi. Nhưng mà cụ ơi, cụ đừng có rít lên. Rồi kẻo mà răng nó bổ vào lợi, bổ vào lưỡi, rồi lại khổ ra đấy cụ à. Cút, cút ngay. Trong môn bố mày chứ, kẻ ăn người ở nhà này bây giờ loạn rồi, loạn rồi. Anh Chí. Dạ. Anh ngồi xuống đây cụ bảo. Dạ con không dám. Anh cứ ngồi xuống đây, cụ không làm gì đâu. Cụ giận là giận cái con sen thôi. Ngồi xuống. Dạ thế con xin cụ ạ. Cụ là cụ yêu anh Chí nhất nhà, thương anh Chi nhất nhà. Chi có biết không? Bây giờ cụ hỏi anh là anh phải nói thật. Dạ. Thế hàng ngày lúc cụ đi vắng, bà thường bắt anh Chi làm những việc gì? Dạ bà bắt con làm nhiều việc lắm ạ. À. Bà bảo là bây giờ là cụ là già rồi, thế là con có cái việc gì ấy là con phải làm thay cụ ạ. Ừ. Làm thay hả? Dạ vâng ạ. Làm thay việc gì? Dạ là múc nước tưới cây hàng ngày, là xoa bóp ạ. Thế anh bóp gì? Dạ con bóp chân ạ. Bóp chân hả? Dạ. Thế anh Chi? Dạ. Anh Chi bóp có cao không? Dạ con bóp từ chân, con lân lên đến đùi, rồi con dùi lên đến bẹn, rồi con chẹn trúng. Trúng cái mã bố nhà anh có đúng không? dạ không ạ, dạ. Rồi trúng vào cái gậy của cụ đấy ạ. Chẹn! Ai ơi, con lại cụ! Chẹn! Ai ơi, con lại cụ! Chẹn! Ai ơi, con lại cụ! Thì dạ, cụ đi vắng là trúng mày chim chuột. Ôi ơi, con không dám ai ai. Chuột! Con lại cụ! Ông Bác Kiên! Ông thôi đi! Ông làm cái gì thế hả? Tôi
có làm gì đâu. Dạ, con lại cô. Tôi chỉ đang ngồi xuống đây. Dạ, dạ. Anh cứ ngồi xuống đây. Tôi chỉ đang nói chuyện với anh Chi thôi mà. Mợ làm gì ở dưới đây mà lâu thế? Tôi xuống dưới bếp, bảo chúng nó gói mấy cái bánh dày. Gói bánh dày hả? Bánh dày của mợ gói, phải nói là ngon. Anh Chi này. Dạ. Thế bây giờ, anh Chi cõng cụ chạy 50 vòng quanh sân quanh cổng. Rồi cụ cho anh Chi sơi tái hai cái bánh dày nhân thịt của mợ. Được không? Dạ nếu mà được ăn bánh dày nhân thịt thì cõng 50 vòng chứ 100 vòng con cũng cõng ạ. Cõng hả? Dạ vâng. Rồi. Anh đứng dậy. À, dạ vâng ạ. Chùng cái lưng. Dạ. Cú thưởng. Dạ dạ dạ. Ui giời. Đi. Ô thế là. Rồi cụ cho ăn bánh dày. À, dạ vâng ạ. Con cõng luôn ạ. Anh Chí. Dạ. Anh có thấy gì không? Thấy là thấy gì hả ông? Là thấy mệt đi. Con chả thấy cái gì hết. À, cõng ông thêm 100 vòng nữa cũng được ạ. À, để con cõng luôn này. Cõng luôn này. Ôi giời đất ơi. Sao thế ông? Mẹ tiên nhân đó. Cái thằng cõng thì nó không thấy mệt. Mà cái thằng ngồi trên lưng lại bở hết cả hơi tai. Ôi dồi ôi chị ơi, để mợ thấm mồ hôi cho chị. Chị có mệt lắm không ạ chị? Mẹ tiên nhân chúng nó lại thấm mồ hôi cho nhau. Chị mới cả chuột trước cả mặt cụ à. Tình tứ chưa? Yêu thương chưa? Dạ. Thôi được rồi, anh cõng giỏi lắm. Anh thả cụ xuống. Dạ. Thả cụ xuống. Đứng nguyên đây. Dạ. Rồi cụ sẽ cho ăn bánh dày. Dạ. Rồi cụ sẽ thưởng. Cụ thưởng cho Chí. Dạ. Yeah. À, ôi rồi, anh Chí ơi. Anh Chí ơi. Anh Chí ơi. Mày chí chuột cho bà Kiến ơi. Này tí. Ôi dồi ôi. Ông bà Kiến. Này tí. Con lại ông bà. Trời đi không bà. Ôi, kẻ ăn người ở cái nhà này đâu? Chúng nó dám đánh cụ thế này. Thôi, bây giờ ông gọi cũng chẳng có ai đâu. Hết tước hết quyền, còn đâu mà hô phong hoán vũ. Này, cả đời ông cậy ông làm chánh tổng, ông coi thường vợ con, ông độc ác với dân làng. Bây giờ ấy, gọi thế, gọi nữa cũng chẳng có ai sang đâu, ông biết chưa? Chúng mày chim chuột, chúng mày cái ông này. Chắc là Ông thôi đi nhá. Tôi nói cho ông biết, tôi với anh Chí đây không có gì với nhau cả. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi cái làng này để cho ông ở đây mà ghen bóng ghen gió. Anh Chí, dạ. Đi theo tôi. Vâng ạ. Mở ba. Em đi rồi, ngoài mái hiên mưa đêm gọi tên người. Đường hoang vắng đợi, hàng cây lớn gọi, buồn nghe lá rơi. Từ lúc em đi rồi, hàng ghế công viên xưa chỉ một người. Chiều qua rớt vội, người yêu ai ngại
nhìn gió mây trôi. Phố đêm đèn vàng không có em, tiếng mưa nhỏ buồn trong trái tim. Khúc ca thua nào theo bước đêm hoang, nhớ em lạnh lùng cằn gác vang. Từ lúc em đi rồi, từng cánh hoa yêu đương bỏ bên đường, bàn tay ngón gầy tìm môi thở dài, lời yêu gió bay. Sao còn một mình tôi thế cụ này? Cụ bá, cụ bá, cụ dậy ăn bát cháo. Cụ dậy ăn bát cháo nóng. Mà vừa cụ nằm mơ đấy à? Ừ, cụ mơ. Kiếp sau cụ đơn độc lắm. Vì kiếp này cụ làm nhiều điều ác. Sen vẫn chưa bỏ đi à? Con mà đi bây giờ thì lấy ai là người chăm cụ? Mặc dù lúc trước cụ có đối xử ác với chúng con, nhưng vẫn còn nghĩa chủ tớ, tình ông con, vẫn còn tình người trong lúc gian nan hoạn nạn. Mà thôi, chuyện cũ qua rồi, cụ đừng nhắc lại nữa. Cụ ăn bát cháo đi. Cụ cảm ơn. Cụ biết đời này cụ làm nhiều chuyện ác. Cụ xin lỗi con, xin lỗi cả dân làng. Cuối đời, cụ mới nhận ra tiền tài danh vọng chỉ là hư vô. Chức tước ngựa xe cũng là cát bụi. Chỉ có tình người là trường tồn mãi mãi. Cụ ơi, không có gì là muộn cả. Chỉ sợ người không thức tỉnh thôi. Đúng, con nói đúng. Không có gì là muộn, chỉ sợ lòng không thay. Chuyện xưa và chuyện nay đều đã qua hết cả. Sống tốt đời yên à, ông làm lại từ đầu. Sống tốt để kiếp sau được thật dày phúc báo. Cả đời ông đã sai, từ ngày mai ông sửa. Đúng rồi, không có gì là muộn cả. Ồ, thế mợ rồi mọi người chưa bỏ đi à? Bỏ đi là bỏ đi thế nào? Chúng tôi chỉ làm thế là để cho ông bớt cái tính răng hoa đi thôi. Để cho ông tốt lên thôi à? Ông giờ đã thay đổi, như vậy là vẫn còn đông đủ. Như vậy là Tết này nhà mình lại có một cái Tết xung vầy vui vẻ.